chào các cô chú anh chị và các bạn đang xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì em đến với bãi kiển của em Như Ngọc ha, ở Vĩnh Thành, Chà Lách, Bến Tre. Em Ngọc quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai nhị ngọc toàn nè, với lại siêu bông Bình Đại ha, với nhị ngọc toàn Cẩm Thạch, hàng cho Tết năm 2025 cho cô chú anh chị mình sưu tầm lấy giống, hoặc mình cho Tết năm 2025 cũng rất là ok luôn cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em Ngọc nha. Rồi cũng không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào clip luôn để gặp luôn em Ngọc, đem Ngọc chào giới thiệu và giao lưu ha. Rồi anh chào Ngọc nha. Dạ em chào anh. Dạ con xin chào cô chú bác anh chị. Rồi hôm nay mình lên mình giao lưu tiếp cái lô mai nhị ngọc toàn Cẩm Thạch với xuân mình lại em ha. Dạ. Rồi thì hôm nay mức giá chỉ từ 120.000 cho tới 250.000 một cây, bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình toàn quốc ha. Thì cô chú anh chị xem được mình ủng hộ cho vườn của em Ngọc nha. Rồi mình vào gặp luôn em Ngọc ha. Ngọc chào cô chú anh chị giùm anh đi Ngọc. Dạ em chào anh. Dạ con xin chào chú anh chị. Rồi mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn đi em ha. Mã số nói tiếp với clip trước luôn ha, là mã số 11E ha. Rồi cái này là cái nhị ngọc toàn. Dạ. Rồi cái này cái tàn khá ok luôn cô chú anh chị ha. Dạ cái này quanh thân là được 12. Cái này là nụ kim nè cô chú anh chị ha. Chiều cao là được 55, tán ngang là được 47. Dạ cái này có xin giao lưu là 250k ạ. Rồi 250 ha. Dạ. Đợi cái. Rồi tiếp theo cái mã số. Mã số 12E. Rồi. Rồi một cái nhị ngọc toàn Cẩm Thạch ha. Dạ. Cái tàn nè, quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Lá đồ. Dạ cái này quanh thân là được 13. Rồi. Chiều cao là được 47. Tán ngang là được 44. Dạ cái này con xin giao lưu là 300 ạ. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 13E. 13E. Đúng là một cây bình lợi ạ. Cái tàn rất là xâm luôn cô chú anh chị ha. Ghép được 3 bo ha. Hàng này thì chơi tách được nha cô chú anh chị. Dạ cái này quanh thân là được 11. Rồi. Chiều cao là được 34. Tán ngang là được 36. Dạ cái này con xin giao lưu là 150k. Rồi đợi cái. Rồi tiếp theo cây mã số 14E. 14E cũng là một cây bình lợi ạ. Rồi siêu bông bình lợi luôn ha. Cái này ghép được 3 bo ha. Dạ cái này quanh thân là được 14. Rồi. Chiều cao là được 38. Tán ngang là được 48. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 180k ạ. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 15E. 15E cũng là ok nhị ngọc toàn Cẩm Thạch rồi. Rồi nhị ngọc toàn Cẩm Thạch cô chú anh chị ha. Tàn nè cô chú anh chị ha. Nè cây đi đọt nè. Lá rất là xâm, rất là đẹp cô chú anh chị. Dạ cái này quanh thân là được 13. Chiều cao là được 48. Tán ngang là được 37. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 200 ạ. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 16E. 16E. Rồi. Cũng là một cây bình lợi ạ. Này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Dạ cây này quanh thân là được 13. Cây lên được ghép được 3 bo ha. Chiều cao là được 46. Tán ngang là được 44. Dạ cây này con xin giao lưu là 170k. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 17E. 17E cũng là một cây nhị ngọc toàn Cẩm Thạch ạ. Rồi cái này cái tàn có luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Dạ cái này quanh thân là được 11. Chiều cao là được 50. Tán ngang là được 39. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 170k. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 18E. Rồi. Cũng là một cây bình lợi ạ. Cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Dạ cái này quanh thân là được 15. Rồi. Chiều cao là được 34. Tán ngang là được 34. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu đây em? Dạ cái này con xin giao lưu là 150k ạ. Cái dàn xương nó cực kỳ cứng luôn cô chú anh chị ha. Nhìn là phê cái dàn xương nó liền cô chú anh chị. Cái này thì cho Tết thoải mái giùm em nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 19E. 19E. Rồi cái nhị ngọc toàn em ha. Dạ. Rồi cái này ghép cũng được 3 bo ha mà có tàn luôn. Dạ cái này quanh thân là được 12. Rồi. Chiều cao là được 44. Tán ngang là được 37. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 100. Dạ cái này con xin giao lưu là 170k ạ. Rồi đợi cây ha. Rồi mã số 20E ha. Là cây này là cây nhị ngọc toàn em ha. Dạ. Rồi cây này có tàn luôn. Rồi. Dạ cây này quanh thân là được 13. Rồi. Chiều cao là được 37. Tán ngang là được 40. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 200 nữa. Rồi 200.000 mình bao ship ha.
Dạ. Rồi cái này cuối clip luôn cho em. Dạ cái này cũng là một cây cuối clip ạ. Rồi chào hết chị Minh nha. Dạ em chào anh. Dạ con xin chào chú ba anh chị ạ. Con mong cô chú ba anh chị ủng hộ cho con ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Ngọc cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Ngọc những clip trước cũng như clip này ha. Cảm mong cô chú anh chị mình xem được cây nào thấy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho dùng của em Ngọc nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.